Lâm Canh Tân, nam diễn viên si tình trên màn ảnh Hoa ngữ. Lăn lộn phim trường suốt bao nhiêu năm, nhưng có lẽ nam diễn viên Lâm Canh Tân chưa bao giờ hết cảnh. Anh hùng có quà ải mỹ nhân. Chẳng biết duyên nợ thế nào mà Lâm Canh Tân năm lần bảy lượt phải đau đớn, dằn vặt ngược luyến vì nữ chính. Chán ngược với ngoài đời, hễ đi đóng phim thì anh chắc chắn sẽ chung tình đến lúc lìa đời. Có thể nói, Lâm Canh Tân là một trong những diễn viên chuyên trị các vai nam nhân si tình trên màn ảnh Hoa ngữ. Cùng phim hay điểm qua một số vai diễn của nam diễn viên nhé. 1. Thập tứ AK bộ bộ kinh tâm. Vai diễn đầu tiên đánh dấu kiếp si tình của Lâm Canh Tân trên màn ảnh chính là thập tứ AK giận đề trong bộ phim đình đám Bộ Bộ Kinh Tâm. Phim kể về chuyến du hành ngược thời gian của cô nàng nhân viên văn phòng Trương Hiểu Lưu Thi Thi. Sau một tai nạn bất ngờ, Trương Hiểu hôn mê, rồi xuyên không trở về thế kỷ 18 dưới thời vua Khang Hy. Ở một nơi xa lạ và phải sống dưới thân phận của kẻ khác, Trương Hiểu dần bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu và quyền lực chốn thâm cung với các vị AK. Vào vai thập tứ AK, Lâm Canh Tân cũng có mối tình đơn phương suốt nhiều năm với Trương Hiểu. Thế nhưng tình yêu của anh không được đáp lại. Đến cuối cùng khi hai người ở bên nhau thì cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Dù không hề đảm nhận vai nam chính cũng chẳng có được người đẹp nhược hy, luôn hi hi. Nhưng thập tứ AK Lâm Canh Tân lại rất được lòng khán giả. Người xem yêu mến nhân vật này bởi anh quá tốt đẹp, si tình và chân thành. Giữa chốn hoàng cung đầy thị phi, chàng vẫn luôn giữ được tấm chân tình sáng như trăng rằm đối với Nhược Hy. Tí ra yêu Nhược Hy rất sâu đậm, chẳng ai có thể phủ nhận được. Nhưng tình yêu của thập tứ AK dành cho Nhược Hy cũng đẹp lắm chứ. Mối nhân duyên ấy đầy trái ngang và nước mắt, nhưng cũng thật ấm áp, nồng nàn và giản dị. Những giọt nước mắt ở tập cuối Bộ Bộ Kinh Tâm, khi chàng xót xa thiêu xác nàng, là minh chứng rõ ràng nhất cho một tình yêu vẹn nguyên thị chung. 2. Triệu Tử Long, võ thần Triệu Tử Long. Sau Bộ Bộ Kinh Tâm, nam diễn viên lại tiếp tục hóa thân thành huyền thoại Triệu Tử Long, oai dũng, đa tình. Triệu Tử Long Lâm Canh Tân phải lòng tiểu thư, hạ hầu khinh y, Yuna xinh đẹp. Những tưởng đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa sẽ có kết thúc viên mãn với chuỗi ngày hạnh phúc ấm áp. Nào ngờ đâu, Triệu Tử Long lại chính là hung thủ giết cha khinh y. Tình yêu và thù hận đẩy Triệu Tử Long ra xa khinh y, khiến chàng tự đày đọa dằn vặt bản thân vì lỗi lầm năm xưa. Khi hiểu lầm và hận thù được gỡ bỏ thì cũng là lúc hạ hầu khinh y chết. Triệu Tử Long lại thêm một lần nữa tiễn người thương về bên kia bầu trời trên màn ảnh nhỏ, và chàng lại cô đơn một mình. 3. Vũ Văn Nguyệt, Sở Kiều Truyện. Vai diễn Vũ Văn Nguyệt của Lâm Canh Tân trong Sở Kiều Truyện mới là đau khổ và ngược luyến nhất. Ở trong các bộ phim trước, ít ra anh còn sớm được nữ chính yêu thương, thấu cảm. Chứ trong Sở Kiều Truyện, Sở Kiều Triệu Lệ Dĩnh sắp hết phim rồi vẫn cố hành hạ lãnh công tử Lâm Canh Tân một sống một chết. Từ đầu chí cuối, Vũ Văn Nguyệt luôn là người hết mực yêu thương, bảo vệ và che chở cho Sở Kiều. Đến cuối phim, Nguyệt công tử vừa phải đổ máu lẫn đổ lệ vì Sở Kiều. Đến lúc này nàng mới vỡ lẽ, rồi tặng vội cho chàng một nụ hôn trên trán mới nức nở cầu xin Vũ Văn Nguyệt đừng chết. 4. Lâm Nhất, Bạn Cùng Bàn. Lần này đối tượng khiến anh rơi nước mắt là nhân vật Châu Tiểu Phi, Châu Đông Vũ. Đôi bạn cùng bàn yêu nhau suốt những năm tháng thanh xuân từ cấp 2, cấp 3 rồi đại học. Nhưng đến cuối cùng số phận của họ vẫn không thuộc về nhau. Lâm Nhất yêu Châu Tiểu Chi ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi từ những rung động đầu đời, thứ tình cảm ngay dài ấy ngày càng phát triển và thêm đậm sâu. Tất cả chỉ còn động lại trong một tấm ảnh nhỏ bé. Mối tình mười mấy năm kết thúc bằng một đám cưới, nhưng chú rể lại chẳng phải là Lâm Canh Tân.